Bên đèn sang. Tiến hành kiểm tra hành chính vũ trường Hoàng Hôn, yêu cầu tất cả mọi người chấp hành mọi yêu cầu của ban chức năng. Cầu kiểm soát từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên, kiểm tra mặt bàn, nền nhà để phát hiện các vật cấm. Vật cấm đi tập tán à? Dưới đây. Phát hiện tăng vật. Quản lý vũ trường đâu? Anh ở đây là gì? Dạ, em tên Nghĩa Chuột. Chủ vũ trường là ai? Dạ... Việc đâu? Anh Trương Tiệp. Yêu cầu các điều tra viên tiếp tục lập biên bản. Anh tên là gì? Tôi tên Lâm Vũ Huy. Tức là Huy Ạc đúng không? Đúng vậy. Chúng tôi phát hiện vũ trường của anh có sử dụng chất cấm. Anh nghĩ sao về chuyện này? Có thể là sau đây yêu cầu các tổ công tác tiến hành dẫn giải các đối tượng ra xe đưa về cơ quan điều tra. Đi.